Nhân kỷ niệm 20 năm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, nhiều địa phương trong tỉnh cũng tổ chức họp mặt đến thăm các doanh nghiệp trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc vừa tổ chức họp mặt với đại diện trên 60 hợp tác xã, hội quán và cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố. Tại buổi họp mặt, các doanh nghiệp doanh nhân bày tỏ phấn khởi với sự đồng hành của chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, an tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, mở rộng kết nối thị trường trong và ngoài nước. Lãnh đạo thành phố Sa Đéc cũng cảm ơn và nhấn mạnh sự chung tay trách nhiệm nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn thành phố đã góp phần rất lớn vào sự thành công chung của thành phố Sa Đéc. Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn thành phố Sa Đéc có 40 doanh nghiệp thành lập mới. Thành phố hiện có trên 700 doanh nghiệp, công ty vừa và nhỏ. Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãnh cũng tổ chức buổi họp mặt với các công ty doanh nghiệp trên địa bàn, cùng điểm lại những tiềm năng, cơ hội đầu tư và chia sẻ đóng góp ý kiến để tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Dịp này, huyện Cao Lãnh đã tuyên dương và khen thưởng 14 doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Những tháng đầu năm nay, huyện có thêm 52 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 550 doanh nghiệp. Huyện cũng đã phối hợp với các sở ngành hướng dẫn 4 hồ sơ đăng ký dự án đầu tư mới, tiếp nhận và giới thiệu cho 7 nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư. Đa số sản phẩm công nghiệp đều có sản lượng sản xuất tăng cao so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định. Lãnh đạo thành phố Cao Lãnh cũng tổ chức đoàn đến thăm các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo thành phố đã gửi lời chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực của các công ty, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh cùng những đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, thành phố có 160 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, thực hiện cấp mới 762 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký ban đầu là 84 tỷ đồng, nâng tổng số lượng đang hoạt động trên địa bàn là hơn 1.730 doanh nghiệp và hơn 16.650 hộ kinh doanh cá thể. Lãnh đạo huyện Lấp Vò cũng thành lập các đoàn đến thăm và chúc mừng các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, lắng nghe các doanh nghiệp chia sẻ những thuận lợi khó khăn và ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp vào sự phát triển chung của huyện, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội. Từ đầu năm đến nay, huyện thành lập mới 65 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp toàn huyện là 411 doanh nghiệp và hơn 4.570 hộ kinh doanh cá thể. Tại huyện Châu Thành, lãnh đạo huyện cùng ngành chức năng đã đến thăm gặp gỡ các thanh niên khởi nghiệp và doanh nhân trẻ trên địa bàn huyện như công ty thực phẩm chay Hưng Thịnh Phát, công ty Trọng Đức Food cùng ở xã An Phú Thuận, cơ sở sản xuất mì Căng Phú Thịnh và cơ sở sản xuất than gáo dừa ở xã Tân Phú Trung. Tại mỗi nơi đến, đoàn đã thăm hỏi tình hình sản xuất kinh doanh cũng như những thuận lợi khó khăn trong triển khai dự án khởi nghiệp, động viên các đơn vị sản xuất kinh doanh đóng góp cho địa phương. Đoàn công tác Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm hỏi tặng quà 4 doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Đoàn công tác đã đến công ty xuất nhập khẩu Xuân Hoàng, công ty cổ phần may mặc ở xã Phú Hiệp, công ty chế biến thủy sản Hoàng Long và thức ăn thủy sản Mekong. Đoàn công tác thăm hỏi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tặng quà và động viên, khích lệ các doanh nhân chăm lo tốt đời sống sinh hoạt của người lao động và đóng góp tích cực tại địa phương.